Một nhà điều tra và nhân quyền của Liên hiệp quốc kêu gọi Myanmar bầu cử tự do, giữa lúc một cuộc tuần hành của phe đối lập bị tấn công, khiến một nhà lập pháp địa phương bị thương. Một số người mang dao rựa đã tấn công cuộc tuần hành do Liên minh toàn quốc đấu tranh cho dân chủ tổ chức ở Rangoon cuối ngày 29 tháng 10. Một nhà lập pháp ra tranh cử quốc hội địa phương đã nhập viện và hai người khác bị thương trong vụ tấn công. Ít nhất hai kẻ tấn công bị bắt. Cuộc tổng tuyển cử ở Myanmar dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 11. Đây là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên trong vòng 25 năm qua tại quốc gia từng do phe quân nhân cầm quyền.